liên quan đến tình hình an ninh trật tự và tội phạm ngày 7 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an của huyện Hồng dân, tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đào quốc trạng sinh năm 2002 ngụ tại xã vĩnh phú đông, huyện phước long để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Y chính là người chụp ảnh nhạy cảm của người yêu rồi đe dọa đăng lên mạng xã hội tống tiền của cái này khiến cho nhiều người bức xúc. Theo hồ sơ của cơ quan công an. Vào khoảng tháng 7 năm 2021, Đào Quốc Trạng, ngụ xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, sử dụng mạng xã hội làm quen, nhắn tin và nảy sinh tình cảm một cô gái. Đầu tháng 1 năm 2022, Trạng hẹn gặp người yêu, sau đó cả hai đến nhà nghỉ để quan hệ tình cảm. Lúc này, Đào Quốc Trạng sử dụng điện thoại chụp ảnh lại hình ảnh của hai người. Giữa tháng 1 năm 2022, Trạng gửi những hình ảnh này và yêu cầu người yêu đưa số tiền 30 triệu đồng nếu không sẽ gửi ảnh cho người thân của cô gái và đăng lên mạng xã hội khi đang nhận tiền từ cô gái thì đào quốc trạng bị cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bắt giữ vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật